theo hai cái xe cuốc của bay. Ở sau xe cuốc Hitachi AS-120 các bạn đang bơi phà, chở những tấm bê tông cầu các bạn khẩm phà luôn. Ở trước này còn 280 cũng cỡ mấy trụ sắt cầu các bạn. Ôi nước thì ghê, ôi ghê trời. Hộp đất cả hả? Chuột chạy ra. Trời ơi, cái phà sao phà C05 sao nước nhiều, các bạn bơi vô nước ghê à. Lên rồi bơi tới chỗ rồi các bạn, cẩu lên để bắt cái cầu ngang cái kinh hợp tác xã nha các bạn.
khẩu lên, những tấm đan lên nè mà. Và tắt đi cũng luôn nước. Và nước đây bạn. Lại chút luôn, không ra gì. Dễ gì vô. Hồi hồi có cắm không? Cắm cột luôn hả? Móc lên đúng không? Móc lên á. Ôi ôi, nghiêng pha nước cái vô.